Câu hỏi ta từ đâu đến Vũ trụ từ đâu mà có Trong cuốn giọng tận Hoàng Nguyên Quán Nói rất cụ thể Quốc sư hiền thủ Người sống đầu đời đường vị này quen biết với đường Thái Tùng Ở thời đại của Ngài Hiền thủ là tổ sư đời thứ ba Của Tông Hoa Nghiêm Tổ sư đời thứ tư là Ngài Thanh Lương Các vị này đã đưa ra nhận định Về chân tướng sự thật Đây là vấn đề rất quan trọng Hiểu được nó chúng ta mới biết Phật đã dạy tác dụng của năm loại phiền não căn bản là như thế nào Vừa rồi tôi đã nói Không có lòng tin tức hoài nghi Với bản thân mình Nếu không có lòng tin Thì sức miễn dịch của quý vị cũng không có Quý vị rất dễ nhiễm bệnh nếu niềm tin của mình lớn mạnh Thì quý vị có một sức khỏe dẻo dài Nếu đánh mất lòng tin Thì Sơn Hà Đại Địa cũng không bền vững. Quý vị đã đọc Kinh Địa Tạng Kiên Lao Địa Thần Đất rất vững chắc Nếu đức tin đầy đủ Thì địa cầu này sẽ bền vững, Không xảy ra sự cố Nếu niềm tin bị lay chuyển Thì địa cầu không thể bền vững, Núi sông sụp đổ Địa cầu sẽ chìm trong biển cả Điều này có nghĩa là gì? Niềm tin đã không còn Vì thì niềm tin là thứ rất quan trọng Hôm nay Phật Pháp nói về vấn đề này Chỉ có nhà khoa học lượng tự mới có thể biết được Nhưng họ không hiểu được Ảnh hưởng bên ngoài của nó lớn như thế nào Vì thế, chúng ta muốn quá giải thiên tai Trên quả địa cầu này Liệu có phương pháp không? Có nếu mọi người ai cũng có niềm tin kiên cố thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Điều đầu tiên trong đức tin đó là tin rằng mình là một vị Phật. Vấn đề này rất quan trọng. Người xưa tin mình là thánh nhân. Vì thế câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh Đã xây dựng một niềm tin Liệu có thể thực hiện được niềm tin này hay không Nhân chi sơ tánh bổn thiện Thiện ở đây không phải thiện ác Nếu giải thích nó là đối lập với ác là sai Thiện ở đây là ca ngợi Đó là năm câu nói của Đại sư Huệ Năng Người xưa dùng chữ này để thay Huệ năng đại sư khi minh tâm kiện tánh Tánh có hình dạng như thế nào? Thứ nhất là thanh tịnh Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Thứ hai là không sinh không diệt Đó là chân ngã Là bản thể của dạng sự dạng vật trong vũ trụ Mà nhà triết học đã nói đến Ngã là cái tự tánh biến hiện ra Sơn hạ đại địa đều do tự tánh biến ra vì vậy nó là sanh mạng thể cộng đồng vì nó là sanh mạng thể cộng đồng nên khi ta khởi tâm động niệm sơn hà đại địa đều biết nếu ta không có niềm tin thì sơn hà đại địa đều lơi ra và sụp xuống điều đó rất đáng sợ khi chúng ta giận dữ bực tức nổi lên chiêu cảm là núi lửa phun trào khi ngô si nổi lên sẽ kéo theo tai nạn về gió Quý vị xem những cơn gió ngày nay Sao lại xuất hiện nhiều lốc xoáy như vậy Ngô si đây Đây không phải là mê tín. Vấn đề này những nhà khoa học lượng tử hiểu rất rõ Nhưng nói với người khác thì họ không hiểu Ngạo mạng sẽ kéo theo đồng đất ngạo mạn bất bình Hoài nghi sẽ kéo theo tất cả dở tan Sức miễn dịch của cơ thể cũng không còn Sức miễn dịch của địa cầu cũng cạn kiệt. Vì thị núi sẽ đổ Địa cầu sẽ chìm trong đại dương Tham sân si mạng nghi Đức Phật nói tuyệt quá Chỉ gói gọn trong mấy chữ này nếu chúng ta cắt đứt năm trạng thái này Thì thân tâm chúng ta được mạnh mẽ Thân kim càng bớt hoại Nơi chúng ta cư trụ Hoàn toàn giống như thế giới cực lạc Bảo địa Không hề xảy ra bất cứ một thiên tai nào Một bài học quý giá như thế Nhưng thời đại này không có ai học tập quý vị thấy có đáng tiếc không chúng ta gặp những tình trạng như vậy cũng là chuyện ngẫu nhiên không ngờ tự